sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với show câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Đây là chương trình chúng tôi thực hiện và phát hành hàng tuần trên đài qua hệ thống của đài IBC TV vào mỗi chiều chủ nhật lúc 3:30, sáng thứ ba lúc 9:30 cũng như là chiều thứ năm lúc 3 giờ. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những sinh hoạt của các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những chương trình hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Trong chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ talk show ngày hôm nay, chúng tôi muốn dành một chương trình đặc biệt để giới thiệu một người chị đã công tác với câu lạc bộ tình nghệ sĩ từ những ngày đầu thành lập. Chị cũng là một cô giáo dạy những trường Việt ngữ và là một cô giáo của các em thiếu nhi, và đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất vui có sự hiện diện của chị Thùy Châu, một người chị rất là đa tài. Mến chào chị Thùy Châu và mời chị gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài IBC TV. Xin chào Cao Minh Hưng và chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi đài ABC TV. Hôm nay thì Châu cũng hân hạnh tham gia vào cái chương trình talk show của câu lạc bộ tình nghệ sĩ để nói chuyện về một vài cái đề tài về sinh hoạt chung. Rất là cảm ơn chị. Ngày hôm nay là đang chắc là vacation, thấy cái cảnh phía sau đẹp quá, không biết là bờ biển ở trên Hawaii hay đâu đây. Là hy vọng là được đi vacation, nhưng mà coi như 6 tháng nay thì coi như cứ ở nhà thôi chứ làm gì có chuyện mình được đi đâu nha. Tức là virtually đó quý vị, tức là hình ảnh là cái đó là wish á. Cũng đó là cũng là cái tâm tình, cái tâm sự chung của tất cả các anh chị em, không riêng gì trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ mà các nghệ sĩ phải nói trong thời gian vừa qua, từ khi mà cái đại dịch Covid này thì phải ở nhà không có được show diễn. Riêng chị Thùy Châu thì kính thưa quý vị, như Cảm ơn có giới thiệu trong phần đầu chương trình, chị là một người đã gắn bỏ rất thời gian, nhiều thời gian và tâm huyết để những cái hoạt động, những sinh hoạt của các anh chị nghệ sĩ, đặc biệt là cái chương trình dành cho các em ban thiếu nhi. Trong cái chương trình chúng tôi gọi là đào tạo và phát triển tài năng trẻ, thì các em thiếu nhi được biết đến chị Thùy Châu như là một cái cô giáo với những điệu múa rất là hay. Đôi khi quý vị thấy những chương trình các em đến chị diễn 5 phút 6 phút, nhưng mà cả một bao nhiêu thời gian công sức, như là cô giáo Thùy Châu cũng như các thầy cô khác phải đầu tư, phải bỏ công sức cho các em. Thì có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ của chị, thứ nhất là khi mà dạy các em thì cái sự tiếp nhận của các em trong chương trình thế nào, và trong cái cảm nghĩ của chị trong cái mùa dịch Covid này không được có dịp để mà hướng dẫn các em nữa thì thế nào thưa chị? Nói chung thì từ khi mình trở lại câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì mình cũng tham gia dạy các em múa, thì các em là những học sinh thì không có rành tiếng Việt lắm, cho nên lúc đầu ta cũng hơi có khó khăn, nhưng mà sau này các em khi mà đi học chính ra, khi mà học rồi nói chuyện với lần lần các em lại tiếp thu rất là nhanh. Rồi thành ra cũng thấy vui, mà những cái sinh hoạt đó mình còn nghĩ là giống như vừa giải quyết được cái chuyện mà cho các em học, vừa học thêm tiếng Việt mà vui vẻ, rồi học cả hát rồi múa, cho nên các em rất là thích. Thì mình cũng thấy cảm thấy vui vì mình đã đóng góp được cái một phần nào đó trong cái chương trình này. Nói đến sự đóng góp, thưa quý vị, thì chị Thùy Châu rất là khiêm tốn, chị phải nói gì bỏ rất nhiều thời gian. Cuối tuần chị cũng đi dạy lớp Việt ngữ. Thì nói chút xíu cô giáo Thùy Châu có thể chia sẻ cái cảm giác khi mình đứng trước lớp các em sinh ra và lớn lên ở đây, không có được dịp tiếp xúc nói chuyện trong cái môi trường của tiếng mẹ đẻ của mình, thì dạy Việt ngữ có những cái khó khăn không thưa chị Thùy Châu khi mà dạy các em bé như vậy? Vậy ở trong trường á thì nói chung cũng khó khăn, tại vì thực ra là các bé nhiều lúc á, nói chung một số học sinh á hầu như là cũng ba mẹ kêu đi học, chứ còn các em cũng chưa có một cái ý thức là mình thích tiếng Việt. Nhưng mà ở trong khi mà các em học á, mà trong cái môi trường mà các em có tham gia được những cái sinh hoạt á, thì các em lại thích hơn. Cho nên là chính những cái em mà có tham gia những cái sinh hoạt mà giống như ca hát hay là gì, thì các em lại tiến bộ nhanh hơn. Mà trong lớp mình giảng bài thì các em có những em nên chứ chậm hiểu, nhưng mà có những em nếu mà em nào có đi sinh hoạt thì luôn luôn là có những kết quả cao hơn. Rõ ràng cái đó thì mình thấy rất là rõ. Cho nên cái đó cũng mình cũng nghĩ là
cái sinh hoạt này nó vừa là giống như vừa học về cái truyền thống của dân tộc Việt mà vừa học tiếng Việt, những cái đó rất là hay. Mà trong lớp thì mình dạy thì nói chung là theo sách vở để cho các em biết, rồi kiểu dạy những cái mình cũng nói luôn về cái tình yêu nước đối với đất nước Việt Nam cũng như sống ở đây thì như thế nào. Nói chung là thì mình là giống như cô giáo mà hồi nhỏ mình học ở ở Việt Nam thì cũng được dạy như vậy, thì bây giờ mình cũng truyền lại cho các em như vậy nha. Thưa quý vị, là chúng ta vừa nghe tâm tình của chị Thùy Châu trong cái vai trò của một cái vai trò của một cô giáo. Lát nữa đây thì chúng tôi sẽ chuyển hướng một chút xíu nói đến cô giáo Thùy Châu là về xong rồi. Bây giờ chúng ta nói về ca sĩ Thùy Châu. Âm nhạc cũng là một trong những cái đam mê của Thùy Châu. Chị Thùy Châu có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là chị những cái dòng nhạc nào mà chị yêu thích, nhạc quý tư hay nhạc trẻ, những cái loại nhạc nào mà thường thì chị thích chọn để trình diễn với chị? Nói chung là thì tôi rất là thích nhiều nhiều thứ nhạc. Nói chung là có lúc thì thấy nhạc nhạc quê hương nó cũng có cái hay của nó, rồi những cái nhạc mà thuộc lại tiền chiến cũng có cái hay của nó. Nói chung mỗi cái nhưng mà mình thích ở ở cái những cái buổi nào thì mình trình diễn theo cái style của cái ngày hôm đó, cho nên là mình nói chung là mình không có phải là riêng một cái nhạc nào mà. Mà, nhưng mà đối với nhạc quê hương á, thì mình vẫn thấy nó có một cái hay rất là lạ, giống như là mình cảm nhận được những cái mà giống như vừa rồi á, mình có nghe cái bài của Cam Minh Hưng về cái bài Trả Lại Tôi đó, mình rất là thích tại thấy cái bài đó nó tượng hình mà nó về cái quê hương mà mình thấy nó các hình ảnh của cái của miền quê mình rõ ràng luôn á, cái sống của mình, của người dân của mình á, thành ra thấy rất là yêu mến, thành ra cái nhà quê hương nó vẫn gần gũi với mình. Nhưng mà mình cũng nói chung là tất cả các cái mỗi cái nó đều có cái hay, mình cũng thích hết. Cảm ơn chị nhé, tính bài trả lại cho tôi, một sáng tác của Cũng Phổ từ bài thơ chị Cẩm Nhung, cũng là một người chị rất là thân thương trong câu lạc bộ Thì Nghệ Sĩ. Thì ngay sau đây nhắc đến nhạc phẩm, những cái bài hát như vậy thì chắc chắn là chúng ta quý vị khán giả cũng đang mong chờ tiếng hát của chị Thùy Châu. Thì chắc là một đang mùa hè, chị có thể chọn một nhạc phẩm về mùa hè để có thể gửi đến quý vị khán giả thế chị? Thì vừa rồi mình có cái nhạc phẩm mà Chiều Hạ Vàng. Thì sao, mình cũng có làm clip, thì sau đây mình xin trình bày cái bài Chiều Hạ Vàng. Wow, nhạc phẩm này rất là hay. Chiều Hạ Vàng là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm. Sau đây thì phần trình diễn của chị Thùy Châu sẽ gửi đến quý vị, và chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một bài tâm tình mài đã bảo trợ cho chương trình. Sau đó xin quý vị trở lại phần 2 cùng Cao Minh Hưng tâm tình cùng với một người chị rất là đa tài, Thùy Châu. Sau một ít phút, chúng tôi gửi đến quý vị phần thương mại của chương trình ngày hôm nay. Chiều nay mây bay bay mưa tiếng
sông về là hát trên cây mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ em hát đi lạnh đầy giọt buồn hoài mãi trong ta vừa chiều dòng sông về nhớ mãi chiều mấy giờ.